Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu nốt cái công cụ tạo hiệu ứng cuối cùng trong cái nhóm công cụ, đó là công cụ Draw Shadow. Draw Shadow thì nó là cái công cụ giúp cho chúng ta có thể tạo ra cái bóng của đối tượng. Thế thao tác của chúng ta rất là đơn giản như sau. Các bạn chọn một đối tượng muốn tạo bóng, sau đó thì vào trong nhóm công cụ, chọn công cụ Draw Shadow. Sau khi chọn công cụ thì các bạn có thể chọn một trong cái cách làm như sau. Một là các bạn sử dụng những cái preset cho sẵn, cái kiểu mẫu cho sẵn của Corel, thì các bạn sẽ sổ danh sách preset ở góc trên bên trái của cái thanh property. Sổ ra thì nó sẽ có cung cấp một số các cái kiểu đổ bóng mẫu, ví dụ như là top right, flat bottom right, flat bottom left, flat top left, vân vân. Thì tất cả những cái kiểu như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều. Đấy. Nó cung cấp và các bạn quan sát xem là mình thấy cái kiểu nào phù hợp với lại dự tính của mình thì mình có thể là bấm chuột mình gán luôn cho nó là xong, thì nó sẽ đổ bóng cho các bạn. Thế còn trong trường hợp mà các bạn lại không thích những cái kiểu như thế này thì các bạn sẽ tự mình thao tác như sau. Bấm chọn công cụ, sau đó thì các bạn sẽ kéo trực tiếp, kéo thả trực tiếp ở trên đối tượng. Các bạn nhấp vào và các bạn kéo. Thế thì từ cái thao tác kéo này thì chúng ta sẽ thấy phát sinh ra một cái đối tượng là cái bóng đổ ra phía sau như thế này. Và chúng ta sẽ thấy có hai điểm điều khiển. Một điểm thì nó nằm ở đối tượng chính và một điểm thì nó nằm ở cái bóng phát sinh. Bằng cách là kéo cái điểm điều khiển đen này thì các bạn có thể di dịch và làm cho cái bóng chạy theo cái hướng mà các bạn muốn. Ngang dọc trên dưới trái phải xa gần thì là các bạn sẽ điều khiển trực tiếp. Thế còn là cái giữa cái điểm điều khiển của đối tượng và điểm điều khiển của bóng thì nó có một cái vạch điều khiển ở đây. Bằng cách là các bạn co kéo thì các bạn có thể làm cho cái bóng của chúng ta nó trở nên làm sao đấy ạ, đậm hay nhạt. Chúng ta cũng có rất là nhiều các cái phương pháp để mà xử lý. Các bạn có thể điều chỉnh là cái bóng nó bám theo cái kiểu như thế nào. Đấy. Thông thường thì là nó sẽ nằm ở tâm. Thông thường nó sẽ nằm ở tâm đối tượng. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể là đặt nó ở rìa, đặt nó ở cạnh. Đấy. Và lúc này thì cái bóng nó sẽ đổ theo các cách khác nhau. Nói tóm lại là hết sức là linh động. Các bạn muốn kéo thế nào, các bạn muốn đặt thế nào thì nó sẽ chạy như thế. Thế thì về mặt nguyên tắc thì bóng là cái sự khuất ánh sáng, cho nên là màu mặc định của nó sẽ là màu đen. Nhưng nếu các bạn thích thì các bạn cũng có thể là đổi sang một cái màu khác. Đấy. Ngoài ra thì nó còn có thêm một số các cái tùy chọn khác nữa. Ví dụ như là cái chế độ hòa trộn. Đó. Chế độ hòa trộn này thì nó sẽ làm cho cái bóng của chúng ta nó có tính chất là trong hay đục trong cái chất của nó. Và tất nhiên là nếu mà nó chỉ đổ lên trên cái hậu cảnh màu trắng như thế này thì bạn có chuyển cái chất như thế nào nữa thì hầu như nó cũng không khác mấy. Tuy nhiên cái thao tác này nếu như các bạn đặt nó ở trên một số các cái nền màu khác nhau thì có thể là nó cũng sẽ tạo ra những cái hiệu quả mà khác biệt. Cái này thì các bạn sẽ tự tay kéo, sau đó thì các bạn sẽ thử nghiệm bằng cách là thay đổi cái chế độ đổ bóng, thì lúc đấy các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái điểm khác biệt. Thế thì ở trong này chúng ta có mấy cái con trượt để giúp cho chúng ta có thể là điều chỉnh cái tham số. Ví dụ con trượt ở đây là Draw Shadow Opacity, là cái độ trong đục của bóng đổ. Cái này nếu như mà chúng ta để tham số càng lớn thì cái bóng nó càng đục. Đấy. Thế còn nếu mà tham số mà thấp thì cái bóng nó sẽ càng trong. Vừa nãy thì tôi đã chỉnh trực tiếp bằng cách là gì đấy, kéo cái con trượt này để chúng ta điều chỉnh cái độ trong đục của cái bóng. Thì các bạn có thể làm hai cách: gia giảm tham số trực tiếp trên cái đối tượng, hoặc là các bạn gia giảm tham số Draw Shadow Opacity ở đây. Thế còn một tham số nữa cũng liên quan tới bóng này thì là cái phần
shutdown feathering. Thì cái phần này nó sẽ làm cho cái biên của cái bóng này nó sắc hay là nó nhòe. Tham số này tôi giảm nó đi thì các bạn sẽ thấy cái bóng này nó sắc lẻm luôn, tương đương với lại một cái nguồn sáng nó chiếu rất là căng. Đấy. Thế còn nếu mà ánh sáng mà nó không đi thành cái luồng căng như thế thì thường là cái biên của cái bóng nó cũng sẽ bị nhòe. Và đây là cái tham số, khi chúng ta kéo lớn lên thì cái bóng nó sẽ có biên nó rộng hơn, đồng thời trông nó nhòe không rõ ràng. Chúng ta còn có thêm một số các cái tùy chọn nữa, đó là cái phần Feathering Direction. Thì cái phần này chúng ta sẽ có mấy cái tùy chọn. Chúng ta có 4 kiểu biến thể: Average, Outside, Middle và Inside. Thế tùy vào cái sự lựa chọn này thì các bạn sẽ thấy rằng cái bóng của chúng ta nó sẽ có độ lớn cũng như là cái độ nhòe nó khác biệt nhau một chút, tùy vào từng cái kiểu đặt bóng. Các bạn muốn bóng nó to hay bóng nó nhỏ thì các bạn có thể là hiệu chỉnh bằng cách là chọn cái Feathering Direction này. Thế còn là trong một số trường hợp khi mà tôi chọn một cái kiểu ví dụ như là Inside này, hay là Middle này, hay là Outside này, đấy, thì các bạn sẽ thấy nó kích hoạt thêm một cái tham số nữa là cái tham số Feather S này. Cái này thì riêng cái phần Average này thì nó sẽ không có thêm cái điều chỉnh đó. Thế còn ba kiểu ở trên thì khi mà chúng ta kích hoạt lên thì nó sẽ có thêm một số các cái tùy chỉnh nữa, ví dụ kiểu đổ bóng linear này, kiểu đổ bóng vạch thẳng, kiểu đổ bóng hình vuông, kiểu đổ bóng hình vuông ngược này, kiểu đổ bóng phẳng này. Đấy thì nó sẽ có thêm một số các cái tùy biến cho cái cách thức đổ bóng. Thế còn trong trường hợp mà các bạn muốn tách bạch cái này ra, tức là các bạn muốn hủy đi, thì các bạn nhấp vào cái lệnh là Clear Draw Shutdown. Thì cái lệnh này thì nó chung hết cho tất cả các cái công cụ mà tạo hiệu ứng. Khi nào các bạn muốn xóa bỏ hiệu ứng đi thì các bạn chọn cái này. Tuy nhiên là nó có một cái đặc điểm nữa là chúng ta có thể tách bỏ cái bóng ra khỏi cái vật chủ, trở thành hai cái thứ mà nó không liên quan đến nhau nữa. Và tất nhiên cũng vẫn như mọi khi thôi, chúng ta sẽ quay trở lại cái lệnh Ctrl K. Với lệnh Ctrl K này thì tôi có thể tách cái bóng ra và không còn liên quan gì tới cái vật chủ này nữa. Thế thì bóng đổ thì nó rất là đơn giản như thế thôi. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có thêm một vài cái cách xử lý nữa như thế này. Ví dụ như là học theo này, nhại theo này. Đó. Tôi có thể tạo ra cái bóng. Một đối tượng nữa, tôi cũng muốn làm bóng tương tự như vậy. Thì tôi có thể là chọn công cụ nhưng mà không kéo trực tiếp cho đối tượng, mà tôi sẽ chọn copy. Đấy, sau khi mà lệnh copy được chọn thì chúng ta sẽ chọn cái mũi tên đen vào trong cái bóng. Và lúc này thì cái bóng đổ của đối tượng màu vàng này sẽ được học theo cái cùng cách là tham số của cái đối tượng màu đỏ, và nó sẽ tạo ra cái bóng giống hệt như thế về mặt phương pháp, về mặt tham số. Thế còn một cái phần nữa mà chúng ta có thể xử lý, đó là cái cách đặt thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là nó có cái điểm khác biệt giữa cái kiểu bóng mà để ở giữa tâm. Đấy, bóng giữa tâm có nghĩa là chúng ta sẽ có cái chiều sáng nó chiếu gần như là hơi song song đó, hơi song song đối tượng, và nó hắt cái bóng ra một cái mặt phẳng phía sau lưng. Đấy. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta kéo nó ra các cái cạnh thì lúc này nó sẽ là bóng mang tính là bóng đổ xuống dưới một cái nền, tức là cái sự chiếu sáng này là nó hơi có tính chất là có góc độ cao ở phía trên đổ xuống dưới. Đấy. Bóng đổ phía sau, bóng đổ phía trước, đấy, ví dụ như thế. Thì tùy vào cái tay kéo, và lúc này thì các bạn sẽ có thêm một vài cái tham số nữa cho cái kiểu đổ bóng là có góc chiếu sáng cao. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ có những cái tham số điều chỉnh. Đây, lật ra trước, lật ra sau, đúng không? Xiên sang hông. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là thay đổi cái chiều chiếu của cái nguồn sáng. Tất nhiên là các bạn có thể kéo các tham số ở đây, nhưng mà thực ra thì
Có lẽ là cái cách mà chúng ta di dịch trực quan này thì nó sẽ dễ hình dung hơn là chúng ta bấm thay đổi các cái tham số. Thế còn cái trường này, Shutdown Street này, thì chúng ta ra là và chúng ta cũng sẽ nhận được các kết quả nó khác biệt, tức là cái sự đổ bóng nó dài hay là ngắn. Đấy. Thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách như thế này. Đấy. Cái này tương ứng với lại cái thao tác mà chúng ta bấm vào cái điểm đen, chúng ta kéo nó gần hay là xa. Thế còn Shadow Fade này thì nó sẽ làm cho cái bóng của chúng ta nó sẽ trở nên là có đậm, có nhạt. Đấy, nó có cái độ, có cái độ mà chuyển của bóng. Thế thì đấy là một vài cái cách hiệu chỉnh rất là cơ bản, bóng đổ phủ, bóng đổ xuống đất hay là bóng đổ ra phía sau lưng. Thế còn đối với cái kiểu mà bóng đổ sau lưng thì chúng ta còn có thêm một cái cách làm như thế này nữa, đó là các bạn đặt và kéo nó ra bên hông như thế này. Đấy, từ tâm ra đến hông đối tượng thôi, không xa. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái kiểu trông tương tự như là cái Afterglow, tức là làm ra một cái kiểu bóng mà đổ quầng ra xung quanh đối tượng. Cái này thì chúng ta có thể sử dụng trong cái trường hợp ví dụ như là các bạn giả lập như là một cái hắt đèn chẳng hạn. Ví dụ như là chúng ta làm cái biển. Biển thì có thể là nó có mấy kiểu chiếu sáng từ trong ra, chiếu sáng rọi đèn vào bề mặt. Đấy, và có một dạng nữa là giấu đèn ra sau chữ hoặc là các cái hình logo cái gì đó ở cái biển, và đến tối thì người ta cũng không dọi đèn và cũng không hắt đèn từ trong ruột biển ra, mà là lấy cái ánh sáng từ đằng sau cái biển hoặc là các cái chữ nghĩa ở đấy nó hắt ra thành cái quầng để có thể nhận ra được. Ví dụ như là chúng ta xem một cái trường hợp như thế này. À, ví dụ tôi có một cái biển thế này, màu sắc ban ngày thì thế nào cũng được đó. Ví dụ ban ngày nó có thể là bất cứ cái màu gì đó, nhưng mà nếu như bây giờ đến buổi tối mà chúng ta không chơi kiểu đèn chiếu từ đằng sau biển ra đó, trong lòng biển ra, cũng không chơi kiểu đèn dọi, buổi tối mà bật đèn theo cái kiểu gọi là đèn giấu đằng sau chữ thế này, thì chúng ta đây lúc chưa bật đèn thì nó sẽ thế này đúng không ạ? Bật đèn lên thì chúng ta sẽ làm theo cách như thế này. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ điều chỉnh lại, ví dụ như màu đèn là màu gì, chế độ như thế nào, đó, kiểu như thế này. Thế thì các bạn sẽ thấy là gần như là người ta sẽ nhìn thấy bằng một cái quầng sáng mà nó hắt ra do cái ánh sáng nó được đặt giấu đằng sau cái đèn. Đấy. Thì bằng cách như thế này thì chúng ta điều chỉnh về độ trong đục, độ phát quang, cái quầng sáng nó hắt ra mạnh hay nhẹ đó, ánh sáng mạnh hay yếu, để mà người ta có thể nhìn ra được cái, người ta có thể nhìn ra được cái chữ, cái nội dung ở trên biển, ví dụ như thế. Thì đây cũng là một cái kiểu mà chúng ta có thể là sử dụng nó để mà minh họa cho những cái thiết kế, nếu như các bạn mà thiết kế liên quan tới bản biển chẳng hạn, minh họa cho họ cái kiểu là cái quầng sáng mà nó hắt ra từ đằng sau nó như thế nào. Và đặc biệt thì chúng ta còn có thể dùng cái hiệu ứng drop shadow này trong những cái trường hợp là chúng ta mô phỏng về những cái bóng, những cái bóng, những cái hắt phản quang, hắt sáng hay là đổi màu của các cái đối tượng. Đó. Một cái vật thể
thì thông thường là nó sẽ có màu giống nhau. Ví dụ một cái sản phẩm, một cái thỏi son, một cái gì gì đó, một cái đồ vật gì đó, thì các bạn sẽ thấy rằng về mặt nguyên tắc thì thường là màu thì nó là một màu thôi đó. Nhưng mà do cái hình khối của nó có thể nó căng, nó tròn chỗ này, nó phẳng chỗ kia, hoặc nó lồi nó lõm, cộng với lại các yếu tố nguồn sáng chiếu vào, thì cùng một cái màu như thế từng chỗ một nó sẽ do cái yếu tố bắt sáng khác nhau thì nó sẽ tạo ra những cái màu khác nhau, và chúng ta sẽ thấy là có những cái độ mà phản quang nhất định hoặc là những cái độ mà hắt sáng nhất định ở trên các cái sản phẩm như thế đó. Các bạn có thể nhìn lên ví dụ như lưng con chuột chẳng hạn, cong 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 cong, chất liệu nó đen giống nhau nhưng mà chỗ bắt sáng thì ánh sáng thì nó khác, chỗ bắt ít ánh sáng thì nó khác đó. Thế thì những cái như thế thì để mà mô phỏng thì người ta có thể làm nhiều cách. Trước đây khi mà chưa có những cái hiệu ứng hoặc công cụ đặc biệt thì người ta sẽ xử lý làm những cái khối cong hoặc là những cái chuyển biến màu bằng cách là tạo ra các blend để mà mô phỏng về cái sự chuyển đổi màu sắc cũng như là khối. Thế còn về sau này khi mà có cái phát minh ra cái công cụ gọi là tô lưới thì người ta sẽ dùng kiểu tô lưới để mà xử lý cái vấn đề đó. Tuy nhiên trong một trường mực nhất định, nếu như không cần phải có một cái sự quá là tinh vi thì bóng đổ cũng là một phương pháp để mà chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề đó. Chúng ta xem thử một cái ví dụ như thế này nhé. Đây, ví dụ các bạn xem thử cái này. Cái này là một cái bản làm bằng Corel, và các phiên bản nó cũng cực kỳ cổ điển rồi. Đây là cái bài mà tôi hướng dẫn cho học viên từ cách đây nó cũng độ khoảng mười mấy năm rồi, tức là cái phiên bản mà nó cũng rất thấp. Lúc đó là còn chưa có cái nó còn chưa có cái hiệu ứng gọi là tô lưới. Thế nhưng mà để mô phỏng về những cái sự lồi lõm, những cái sự bắt ánh sáng phát quang khác nhau ở trên một cái tuýp kem đánh răng như thế này thì đây là cái hiệu ứng mà được tạo ra bởi cái bóng đây. Bây giờ chúng ta tách tất cả những cái này ra, chúng ta bỏ tất cả cái này ra và chúng ta bắt đầu xem thử xem là cái hiệu ứng này nó được làm ra bằng cái gì nhá. Nếu mà nhìn qua thì bây giờ các bạn sẽ thấy là cái tuýp kem thực ra nó được dựng rất là đơn đơn giản như thế này. Nó chỉ là một cái hình bệt thôi. Đó. Này. Chữ còn đổi phông này, còn chưa còn vớt này. Có một chút màu tô chuyển ở đây, không đáng kể. Nhưng mà khi mà chúng ta tạo ra một cái mô phỏng về cái độ cong, độ vòng của nó thì thực chất là ở đây đã được đặt vào những cái phần bắt sáng, mô phỏng về hình khối các thứ là bằng cách là đặt các cái bóng vào đây. Đấy, và cái bóng này thì thực ra nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây, bây giờ tôi nhặt thử cái này ra nhé.
Ví dụ các bạn sẽ quan sát thử cái cách thức mà vận hành. Chúng ta dùng công cụ pen, chúng ta vẽ ra cái phần hình bóng mà chúng ta muốn nó sẽ có cái màu thay đổi ở đây. Ví dụ như này, sau khi mà các bạn có được cái hình vẽ thì các bạn sẽ tạo ra cái bóng. Đó. Khi cái bóng được đưa vào đây thì nó sẽ mặc nhiên là nó sẽ có cái độ trong, độ mờ, độ nhòe của nó. Bây giờ chúng ta sẽ hiệu chỉnh. Thứ nhất là lấy cái màu, muốn màu là một cái màu mà từ màu này nó sáng hơn, tối hơn, hoặc là lấy bắt sáng thì chúng ta sẽ lấy chỉnh lý bằng các cái tham số khác nhau. Đó. Sau đó thì bắt đầu ra giảm. Làm cho nó trong hay đục, hoặc là nó nhòe nhiều hay nhòe ít. Bằng cách như thế này thì khi mà chúng ta đặt các cái đối tượng này vào thì bản thân chúng ta sẽ tạo ra được những cái bắt đầu là nó chuyển. Vì là sao? Khi mà chúng ta đặt những cái chế độ khác nhau thì bắt đầu nó có những cái độ trong, hoặc là nó tương tác với lại cái khối này khác biệt. Đấy. Thì về nguyên tắc hầu như là nó chỉ là thế này thôi. Khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta có thể tách bạch nó ra. Đấy. Tách bạch nó ra, tháo rỡ. Đó, công đoạn ca tháo rỡ nó ra. Đấy, và lúc này thì muốn thêm hay muốn bớt hay muốn làm cho nó mạnh lên, hay là chúng ta có thể trồng nhiều lớp bóng khác nhau với các độ trong đục, màu sắc khác nhau. Đấy. Thì với cách như thế này, đây cũng là một cái phương án tương đối là khả thi để mà chúng ta làm những cái phần hình bóng chuyển màu mà nó không quá phức tạp. Đây, ví dụ xem thử cái khác. Tất nhiên là làm đã đủ đến bóng, tóm lại là chúng ta cũng phải mất mất công phu với nó, chứ nó không 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 phải là đơn giản. Bất cứ là cái nào đã đủ đến ánh sáng biến màu thì nó đều là mất tương đối nhiều công. Ví dụ mà đây là một cái các bạn nên xem thì đây vẫn là một cái sản phẩm mà nó đang làm dở thôi, tạo dở thôi. Đấy. Bên này là cái ảnh gốc, đây là cái mà đang một cái bản đang dựng dở. Ở trong này thì nó có cả những cái phần mà sử dụng tô truyền, cũng có những phần là chúng ta đang làm bóng ở đây. Ví dụ ở đây thì đang có một số thứ, đang có một số điểm là làm bằng bóng ở đây, thay vì là làm bằng cái tô chuyển, hoặc là tô theo kiểu tô lưới đó. Đấy, ví dụ nó sẽ có rất là nhiều các cái đoạn mà chúng ta có thể thấy là nó xử lý, nó được dùng bằng cái kỹ thuật là đổ bóng đấy. Tất cả đều là vẽ hình tạo cái bóng đổ, sau đó thì tách bạch nó ra và đặt vào. Thế thì đây cũng là một cái phương pháp, tất nhiên là nó cũng không phải là một cái cách mà thay thế hoàn hảo cho cái kiểu tô lưới thì nó chi tiết hơn, tỉ mỉ hơn đấy. Nó sẽ điều khiển được
những cái điểm nhỏ hơn, đấy, tinh vi hơn. Nhưng mà nếu mà dính ở trên một cái diện rộng, dính ở trên diện rộng khối lớn, thì cái phương pháp mà đổ bóng này cũng là một phương pháp có thể sử dụng không tệ. Đấy. Thế thì đấy là cái cách thức để mà chúng ta tạo ra cái bóng đổ ở trong Corel với công cụ Drop Shadow. À, bây giờ các bạn thử nghiệm đi.